Chúng tôi xin mời các ban giám khảo chấm xem em nào đẹp và dễ thương nhất. À, hôm nay em nào cũng đẹp cả, em nào cũng huy chương vàng rồi. Rồi bắt đầu nha, ban nhạc nha, chuẩn bị nha. Xin quý vị dành một tràng tay cho các nữ sinh đẹp nhất của Việt Nam chúng ta. Một tràng tay, cô gái Việt. Tập nguyên 2 tháng trời, không biết hát ra sao đây. Lời sông núi vần vang bốn phương trời, dột chúng ta đường phong xưa quyết tiến. Chiều duyên xưa đẹp thương sáng muôn đời, dòng máu thiêng còn đường nồng bao trái tim. Dẫu không cùng tài trái vui trái đấu, cánh sơn hà còn trong hơn xưa máu. Dù thành thị hay thôn trang, bạn gái ta xây đời, chị em ơi, đôi nước chờ mong ta sớm lập công, tô thắm hương sơn Việt Nam. Ngoài những phút quan xuyên tề gia, hãy hướng lòng ta lên những ai đang cơ hà. Kia cô nhi phong chút tình thân, đây lớn tàn nhân. Lời sông núi vương vang bốn phương trời, dục chúng ta đường phong xưa quyết tiến. Chiều trình xưa đẹp đôi sáng muôn đời, dòng máu thiêng còn đường đồng bao trái tim. Dẫu không cùng tài trái vui trái đấu, cánh sơn hà còn trong hơn xưa máu. Dù thành thị hay thôn trang, mẹ lòng bạn gái ta xây đời. Chị em ơi, non nước chờ mong ta sớm lập công, cô thắm ra sân Việt Nam. Ngoài những phút quan xuyên tề gia, hãy hướng lòng ta đến những ai đang cơ hàn. Kia cô nhi không chút tình thân, đây lớn tàn nhân. Cùng thương quyến có sức đồng tâm, muôn dân vui đón cây vàng sáng tươi. Chị em ơi, non nước chờ mong ta sớm lập công, tô thắm giang sơn Việt Nam. Ngoài những phút qua xuyên tề gia, hãy hướng lòng ta đến những ai đang thương hàn. Kia cô nhi không chút tình thân, đây lớn tàn nhân, năm tháng có thương cơm trôi. Cùng thương quyến góp sức đồng tâm, muôn dân vui đón đời bà sáng sáng tươi. Cùng thương quyến góp sức đồng tâm, muôn dân vui một đời bà sáng sáng tươi. Cùng thương quyến góp sức đồng tâm, muôn dân vui một đời bà sáng sáng. Rồi, hay quá. Bây giờ xin các chị, tại vì chương trình đông quá cho nên là mời chị Lê Uyên. Chị Lê Uyên lên đây nhận hoa ngay. Bởi vì chúng ta, Lê Uyên đó, chị Lê Uyên thấy cái quà này, chị cầm giùm em. Rồi kế tiếp là chúng ta có được bàn tay của Cát Phương, chị Cát Phương nhận giùm em. Rồi kế tiếp là chúng ta có chị Thùy Linh nhận giùm em. Rồi Thanh Mỹ, chị Thanh Châu có đây không ạ? Dạ Thanh Mỹ, Thanh Châu giùm em hai cái này đây. Dạ vâng, gửi đằng sau lưng giùm em. Chị Phương Hồng Chi có hát không hay là ở phía dưới? À, rồi chị Diễm Hương nhận giùm em. Rồi, còn chị Linh Phương đây.
chị Trang Thanh Lan ngồi ở dưới hả? Đây là chị Linh Phương giúp em nhé. Chúng ta có chúc quà để nhớ đến nhau. Chị Kim Oanh, chị Kim Mỹ Loan, đâu rồi? Chị Kim Mỹ Loan đây nhận giùm em. Chị Mỹ, Trang Thanh Lan. Rồi, còn ai nữa? Chị Hạnh Mông Nam Mi. Chị Hạnh Mông Nam Mi, chị Thanh Dung. Chị Hạnh đây nè, cầm giùm em. Chị Mông Nam, chị Thanh Dung. Chị Thanh Dung. Đây đây, nhận giùm em. Chị Mỹ Lệ, chị xin các chị ngó giùm em cái hộp. Còn nằm phía trong nữa, còn hết đầy đủ hết, đầy đủ hết. Có tên Hải Lan đây này, chị Hải Lan có giùm em. Chị Hải Lan, chị giữ giữ giùm chị Hương Hương em. Giữ luôn chị Hương Hương giùm em. Rồi còn chị Giang Thanh Lan nữa. Rồi. Đây kia, đây. Rồi, còn thiếu ai, không có thiếu ai cả, chị Mắt Trăng Hoa phía dưới kia em có. Chị Lê Đăng Nghĩa không có hát. Rồi, xong rồi, chị Kim Anh Uyên Ly và con mèo là phần khác. Rồi, xin quý vị dành một tràng pháo tay cho ban cô gái Việt, đúng không ạ? Chị Phượng Khánh có, vâng phía sau. Còn một cái lắc cơ chị Phượng Khánh đã hát từ lúc đầu và đã có rồi. Rồi, bây giờ thì chúng ta xin được phép tạm ngưng với bài hát này. Rồi, trao quà cho nhau cũng chắc rối quá.